Xin chào mọi người à. Phía trước mặt đây là những cây mai đại lộc ghép 2 năm á. Nó đã liền cốt rồi. Đây, cái này ghép 2 năm á. Cái nhánh ghép nó liền cốt á. Cái rất là to. Đây, đây cái hoa của nó ha. Phía bên trên đó là đại lộc á. Còn ở dưới đại lộc 2 tầng. À, đại lộc á. À, sau Tết là cắt đơm khoảng được 3 tháng à. Hôm nay nó ra tùm rồi nè. À, đó là hàng 2 năm, hàng 2 năm với giá bán là 150.000 một cây. À, đây là mai trắng nè, mai trắng ghép gốc cứng rất là khỏe, tùm luôn à, nên là ghép được khoảng này gần như 1 năm. Mai trắng là bạch mai đó. À, mai trắng muốn cây khỏe thì chúng ta phải ghép vào cái gốc to ha, mà muốn cánh nhiều á. À, cánh nhiều thì chúng ta nên ghép vào cái gốc tứ quý. À, đây là mai đại lộc nè, nó lúc mà nó vừa hé nè ha, ghép vào gốc tứ quý á, nó cho cánh nhiều lắm. Còn ghép vào gốc mai vàng á, thì thông thường là nó chỉ có được 5 cánh 8 cánh thôi, ghép tứ quý thì có thể được 10 cánh nè. Còn đây là mai thủ đức á. Mai thủ đức cũng ghép 2 năm đây. À, ghép 2 năm á. Hoa rất là đẹp á. Cái này cũng với giá bán là 150.000 à. 150.000 thủ đức đây. À, hoa rất là đẹp. À, đây hình của thủ đức à. Thủ đức với là đại lộc. Bộ rễ này được xử lý rồi. Bộ rễ đã xử lý từ nhỏ à. Là một cây mai nhỏ như phía trước mặt chúng ta, tốn thời gian khoảng như là 4 năm à. Là 2 năm từ một cây mai con để làm một cái gốc ghép và 2 năm ghép nữa. Nó liền cốt thì nó rất là nhanh lớn. Rất là nhanh lớn à. Cái phần nhôm này đã siết vào luôn nè. Đấy. À, về phải tháo ra ha. Tháo ra chứ không nó siết quá là nó sẽ bị gãy. Gãy ngang cái phần mắt ghép luôn à. Đây, mình tháo ra ha. Đây đó, với những anh em mà mua về á, chúng ta nên tháo ra và nên thay sang cái chậu mới lớn hơn. Đây, cái chậu này thì nó nằm, cái chậu này đã nằm như là gần hết 1 năm rồi. Mà nó không có đủ đất ăn nữa ha. Đây, rất là lớn à. Đây, nó siết vào rất là nhiều nè. Đây. Cái phần dây nhôm này là mới quán dài là 1 năm á. Đây là hoa của nó, giáo thủ đức đây. Đây. Mới quán vào 1 năm mà cực kỳ nhanh lớn luôn ha. Nó đã siết vào rồi. À, người ta tháo ra. Đây, bán cho giao lưu với anh em về vừa làm cây giống á, mà vừa để chơi luôn. Vừa làm cây giống vừa làm cây chơi luôn á. Nó rất là khỏe rồi. Với giá bán là 150.000 á, 150.000 một cây. Chưa bao gồm là phí vận chuyển á. Phí vận chuyển thì tùy nếu mà anh ta ở xa thì phí vận chuyển khoảng vài chục ngàn á. Đã làm 2 năm rồi, 2 năm rồi ha. Đây, sáu con nhôm ra, hai con nhôm nó không còn siết vào nữa. Đấy, như vậy nó rất là nhanh lớn à. Đó là giáo thủ đức. Giáo thủ đức và đại lộc. Đấy. Siết vào à. Đấy. Cây rất là khỏe. Còn rất là nhiều, cái này thì ở vườn là còn khoảng là 400 cây. À, tuần rồi làm bán cho đó, bán còn 500 cây. Những anh em ở gần vườn tới lấy gì làm giống hoặc là chơi Tết rồi đó. Cô bán được gần như 100 cây rồi, còn khoảng 400 cây như thế này. Nó sẽ siết vào, nghĩa là gốc nó đang rất là lớn. Rất là lớn. Trong video có số điện thoại của ông anh mình, anh em liên hệ thì có thể là chuyển hàng được toàn quốc luôn. Chuyển hàng được toàn quốc luôn. Ở đâu diễn cũng tới, ở Cao Bằng, Lạng Sơn gì cũng chuyển tới. Những cây này rất là khỏe, nó cũng dễ trồng lắm. Cứ khoảng là một tuần tới 10 ngày chúng ta tưới phân, loãng loãng một lần. Đó là dễ trồng. Thủ Đức, hoa rất là đẹp. Xin chào mọi người ạ.